Hello anh em, nay chuyển mấy em này lên cho nó đẹp hồ dưới để nuôi cá săn mồi được không? Thấy lọc cũng ổn anh em, ngày cho ăn cũng ba bốn cử luôn á, phải có cái tấp phân á. Giờ lên được mấy bữa rồi. Để coi cái chưa có coi cái tấp phân mấy bữa nay cho nó làm sao. Đây, ngủ nhiều lắm, ba bữa rồi. Ba ngày. Sao có giặt vậy, xài bông lọc là giặt, mỗi ngày giặt, đuối luôn. Ổn á, đồng hồ vậy nuôi có khay tách phân này khỏe, nuôi coi được á nè. Con cá bơi lội tầm dữ cho nó ăn miếng nè, mới cho ăn rồi. Thấy là nó đòi ăn rồi. Đó cá hôm nay nuôi cũng còn hơi nhát, chưa dạng lắm. Có phong tối tối nhìn cá này nó mới đẹp, phong trắng nhìn nó lật lật sao nó không có nổi con cá mà. Rồi trải nghiệm 3-4 ngày qua thì thấy ổn nha anh em, cho ăn nhiều quá chứ không phải là cho ăn tiết kiệm đâu, ăn nấm như nãy vậy đó mà ngày ăn cũng 4-5 lần đó. Phải thấy ra là nó đu nó đòi quá cho ăn. Rồi xin chào anh em nha, thúc clip ở đây đừng nhấn follow theo dõi để có nhiều chia sẻ về một cá mới nha.